để ngủ mà anh em. Nè, zin hết nha anh em, không đụng chạm vậy đó, kì đẹp luôn. Đó, phao rất là cưng ha, phao đúng chất kho luôn ha. Ông Sáu tháo cho anh xem cái đáy luôn nè. Đây nè anh em thấy chưa, bảy màu lung lanh luôn ha. Chào anh em, Deathstorm No Shop. Mình đang cầm cái bình Kehin của CT110. Bình này, chiếc CT110 đang hot nha anh em. Với lại chiếc Yamaha BG1 ha. Là những dòng xe mà địa hình mini. Bình này rất là hiếm nha anh em, dễ gì có đâu nha. Bình này có là bình MD90 rồi á, này cực kỳ hiếm luôn. Khoảng gặp một cái nha, mà đẹp như vậy thì là không có nhiều đâu. Nó giá rất cao, bình này nếu mà mua mới còn trong hộp luôn là khoảng 4,5 triệu nha anh em, tầm 4,5 triệu là chưa tính ship, chưa tính gì hết nha, chưa tính ship, chưa tính lại gì hết á, thuế má này nọ nữa, về đây cũng phải 5 triệu mấy, 6 triệu ha. Anh em thấy không, bảy màu lung lanh luôn, nó cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Thằng này thì e của nó là như là e của thằng Win và LCD90 là chính xác hơn nha, LCD90 phải, nó chỉ xuống nè anh em, Win nó sẽ chỉ lên ha, thằng này sẽ chỉ xuống. Đó là cái dòng Nhật á, CD90, CD50 tay e ha, tay e gạt ha, chứ không phải là tay e dây, mình để độc đáo cho nó đó. Hai đường dẫn xăng luôn nha, có đường sạc luôn nè anh em thấy không, đó cực kỳ đẹp luôn ha, hóa xăng là trắng tinh luôn. Bình này thì như anh em nói là giống 110 hả, gì bình future 1 ha, này không giống nha anh em, cực kỳ không giống luôn ha. Anh em nhìn thấy cái núm chỉnh nó khác nhau nè, thấy chưa, cái này giống nhau, còn này nằm gì là không đúng nè, thằng kia nằm kế bên luôn đúng không, còn Win á chỉnh gió này nằm sau lưng, thằng này gắn Win vẫn ok ha, cái dòng cúp vẫn ok luôn, có điều nó là tay gạt, e gạt ha. Đó, ngày sáng trưng mà nè, thấy không, bảy màu lông lanh luôn. Đây thằng Win cũng vậy, cúp cũng vậy luôn ha, dày dài đó, rất là độc luôn nè, thấy không, chỉnh gió này nằm ở đây nè, rất độc luôn ha. Rồi cái bình này anh em muốn về gắn vô Win á, hay là số 7 rồi á, không muốn xài cái này ha, thứ nhất là mình đổi chiến xăng, đổi chiến xăng khác ha, mình không đó. Thứ hai là anh em cấy ống à, cái ống dẫn xăng ở đây ha, cấy một ống dẫn xăng xuống đây, nó làm sẵn cho mình luôn nè em, thấy không, khoan xuống một cấy một cái ống thao ở đây rồi cắm vô xài bình thường chả có gì hết, đó là xài quá xăng rồi ha. Còn cái này anh em muốn giữ không, nếu mà không thì mình đổi chiến xăng khác, còn không thì cứ để như vậy luôn chả ảnh hưởng gì hết ha, đừng quá xăng ở bên trên, cấy đây thì quá xăng chỗ khác, đẹp luôn, bảy màu lông lanh luôn ha. Đây có đóng logo Kehin, không sợ giả đâu anh em, mình bán là bao hết zin mà đúng không, cực kỳ sắc nét luôn. Đây là còn sơn niêm phong nó luôn nè em, thấy không, đây là siran luôn nè, bảy màu lông lanh, không có nhiều nha anh em, bình CT 110 là cực kỳ hiếm luôn nha. Chiếc xe nó mà hồi xưa thôi đã hiếm rồi nha, chứ đừng có nói mà bây giờ là đụng vô CT 110 tầm khoảng 60 triệu trở lên ha, mà xe Trung Quốc ráp. Thì anh em đang đổ xô vô chơi BC1, BC1 thì nó FI Yamaha BC1 siêu đẹp luôn ha, cực kỳ đẹp luôn. Chỉ đụng bình CT 110 là hơi bị khó khăn rồi nha, bình nó đẹp nhưng nó là còn nằm nữa, thấy không, bạn ưu luôn đúng không, rồi giờ còn xin với ga. Bình này trái ga 18 bằng với Win, bằng với bình Future 1 ha, trái ga 18, trái ga 18 khá là đẹp luôn nè, trái ga rất đẹp luôn nè, thấy không, ở chỗ này để lâu nó bị ố á ha, không phải là bị xước nha, bị ố nha anh em, nên anh em về vệ sinh ra được ha, bị ố thôi, không ảnh hưởng, không bị xước liếm gì hết trơn nha, rất là đẹp luôn. Đây nó khác ở bình Future là sao, đây tăng chỉnh được nè anh em, thấy không, lên xuống kim được ha, nó có phe gài, thằng kia là chỉ có một nấc thôi ha,
đây là tăng chỉnh được. Đây chế cái zin nha, kim zin, kim vàng, cùng phi chiêu một là kim trắng ha, kim nhôm. Bình này là cực độc luôn á, không bình thường đâu. Em cúp đi về độ lên 110 đi, bình này là hết bài ha. Đang nhìn vô không biết cái bình này là bình gì luôn. Rồi bên trong là sạch sẽ, rất zin. Quá sẽ đẹp. Rồi còn xem cái chén xăng của nó ha. Bình này về là phải lấy cái tê nha em, tê và cái đầu quýt tháo ra nha. Còn cứng kinh khủng luôn á, như mình người đầu tiên tháo luôn á. Mấy cái bình mà chưa ai đụng chạm tới là tháo rất là khó khăn ha. Và nó có cái ròn nó hít nữa. Rồi đẩy nguồn anh em. Nè, zin hết nha anh em, không đụng chạm gì hết đó. Cái đẹp luôn. Phao rất là cưng ha, phao đúng chất kho luôn ha. Ông Sáu tháo cho anh em xem cái đáy luôn nè. Thấy nè anh em thấy chưa, bảy màu lung lanh luôn ha. Quá sẽ đẹp. Bình hiếm mà còn đẹp như vậy nữa là kiếm là hơi bị căng đó nha. Đẹp ghê với anh em. Bình cũng kiếm ha. Quá đẹp luôn, vàng ươm luôn. Đây nè, cái phao nè. Ok ha. Rồi, chén xăng nè anh em. Chén xăng cũng xanh lè luôn ha. Vậy nó bị oxy hóa chứ không sao đâu. Bình thường để lâu mà không xài á thì nó sẽ bị thôi. Cực kỳ đẹp luôn ha. Mình đã quay phim là chỗ nào lỗi là anh em thấy rõ hết nè, không cần phải lo nghĩ gì hết.